Xin chào toàn thể gia đình Keyboard. Ngày nay Trung Kiên xin giới thiệu với quý vị, đây Roland E7 với sức nóng đang tràn về Việt Nam rất là nóng. Thì hôm nay Trung Kiên xin giới thiệu với quý vị bản chất thực của Roland E7 đã có những chức năng gì, đã có những điệu gì, có những tiếng gì. Thực tế hiện tại Trung Kiên không sử dụng USB, cũng không sử dụng user của nó. Chỉ sử dụng cái bộ tiếng reset mà đã có bộ tiếng của Việt Nam trong này, trong đó có điệu của Trung Kiên, điệu của anh Lê Duy, điệu của anh Duy Khanh và tất cả các tiếng. Và sau đây xin mời quý vị hãy trải nghiệm qua cùng Trung Kiên nhé. Đầu tiên là một điệu. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây là điệu rumba. Vâng, kính thưa quý vị, đây là điệu rumba có trong bộ reset của cây đàn chứ không phải là user của chúng ta, có vừa từ dưới đi vô. Thì vấn đề này để kiểm chứng thực tế như thế thì Trung Kiên cũng xin mời quý vị đến công ty Việt Thanh. Với điệu Disco Band của Trung Kiên cũng đã nằm trong bộ reset và còn rất rất nhiều nữa. Chống sampler, rồi chống bộ chống acoustic. Và chúng ta hãy chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Mà cái mục đích ngày hôm nay Trung Kiên xin giới thiệu với quý vị là những bộ reset hiện tại trong đời nó có gì. Chưa cần phải USB, chưa cần phải user, chúng ta đã là vấn đề cái này đi mà đi làm show được. Và giống như cái đời này là của Việt Nam chúng ta rồi. Với cái sound mới của chúng ta đây gần như là cái tiếng guitar của Benny Benai thường đánh. Chúng ta đánh mạnh có một tiếng tremolo như này. Kế tiếp là đông ba sang, chúng ta thử sao saxophone. Thank you.
rồi quý vị. Nói về bút xa, thì chúng ta có những cái bút xa reset trong đờn rất là hay. Có first out này. Mình quý vị, đây, điệu bút tông của Việt Nam chúng ta có trong này này. Điệu cha cha ICA. Vâng, kính thưa quý vị, rất nhiều nữa những điều nữa thì chúng tôi xin giới thiệu sơ lược qua thôi. Để trải nghiệm đúng như vậy thì chúng xin mời quý vị đến với công ty Việt Thanh 187 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu về các tính năng của cái đờn, có những gì hay, có gì nổi trội hơn. Với bàn phím thì chúng ta đánh nhẹ hơn và nó mượt hơn. Rất nhiều sao nằm trong đây và user chúng ta lên đến là 256 multibass, đây 6 mặt multibass. Với 7 size chúng ta có thể gắn những chức năng, chẳng hạn như đây là chức năng tắt accord. Và đây nữa, với 4 phiêu báo thì riêng biệt, chẳng hạn như bây giờ đây là phiêu báo của men 1 và bấm số 4. Khi chúng ta bấm phiêu, nó đang phiêu, mà khi chúng ta cần cắt luôn, chúng ta chỉ ấn nó vô lần nữa là nó cắt. Đó, vâng. Và đây là những cái silit để chúng ta check mood, chẳng hạn như trong một cái điệu reset của đơn trung kiên, ví dụ đây này rất hay, chẳng hạn như men 4 rất là ồn, mình nghe hòa âm rất là nhiều, rất là ồn ào, chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ thể ngắt bớt đi, ngắt bớt bằng cách này, chúng ta chuyển silit này xuống đó. Ta đẩy giống lớn lên. Đây. Rồi bây giờ để sử dụng cái chức năng này, chẳng hạn như khi chúng ta ngắt bớt như vậy, rồi bây giờ để bình thường không có chức năng này, chẳng hạn không chức năng này. Đó, rất là ồn ào thưa quý vị. Giờ chúng kia sẽ mút giảm bớt và chúng ta cho thêm cái multibass này vô. Vâng, kính thưa quý vị, rất là nhiều cái chức năng rất là hữu ích. Và đây là bộ sampler nữa. Rồi gắn banh tiếng như thế nào, chúng ta có banh tiếng, ở đây một banh là 10 tiếng. Và rất nhiều các chức năng khác nữa. Thì xin mời quý vị cùng theo dõi với lại Trung Kiên ở các clip sau. Và đây xin giới thiệu với quý vị, thời gian mà E7 về thì Trung Kiên đã làm một số điệu sẵn để tặng cho quý vị và chỉ có tại công ty Việt Thanh thôi. Và sau đây chúng mình xin giới thiệu sơ 1-2 điệu để quý vị cùng nghe.
Đây là điệu cha cha Trung Kiên mới làm. Ở đây có một cái giao diện để sẵn, chẳng hạn như trống lớn quá thì chúng ta có thể kéo xuống. Và rất nhiều bạn đang thắc mắc là cái nút value ở bên góc góc đây có màn hình này không có. Thì đây, quý vị, đây là hai chức năng. Thứ nhất là khi chúng ta có đèn thì nó đá ba lăng có bộ tiếng nhỏ. Đó, đây là ba lăng thì chúng ta cũng đã quen với dòng Roland rồi. Chúng ta ấn bút xuống một lần, ấn xuống thì nó là value để chọn. Nè, nó đây. Vâng, đó là điệu cha cha và điệu bút tông của Trung Kiên mới này. Vâng, thưa quý vị, rất là nhiều điệu nữa, rất là nhiều. Và quý vị mua hàng đây thì Trung Kiên xin gửi tặng tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, còn rất nhiều các tính năng khác. Thật sự là rất là nổi trội. Và chúng ta đang cần một cái gì đó khác biệt. Và hãy đợi Trung Kiên trong một vài ngày tới sẽ giới thiệu với quý vị bộ sampler và bộ trống sampler để làm những ra những giai điệu mà chúng ta đang rất là mong chờ. Và đây là bản chất thật của E7. Chưa có user, chưa đọc trực tiếp user.